Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Thưa quý vị, sáng thứ ba vừa qua, lở đất bất ngờ ập xuống một ngôi làng ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, chôn vùi ít nhất 200 người. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Theo chính quyền địa phương, vụ lở đất xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng thứ năm theo giờ địa phương. Mưa lớn khiến đất đá từ một ngọn núi ập xuống làng Tân Mã thuộc huyện Mao Xian, tỉnh Tứ Xuyên, khiến 110 ngôi nhà bị phá hủy và hơn 200 người mất tích. Hiện lực lượng chức năng đã ngay lập tức triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ. Hình ảnh do báo địa phương đăng tải cho thấy nhiều xe ủi đất đang ra sức dọn dẹp đống đất đá để tìm kiếm người bị nạn. Tân Hoa Xã dẫn lời các quan chức địa phương cho hay, vụ lở đất cũng làm nghẽn một khúc sông dài 4 km, cả làng đã bị chôn vùi. Một người có mặt tại hiện trường sau vụ lở đất cho biết, vụ lở đất xảy ra ở khu vực miền núi nằm gần sông Dân, nơi được biết đến với những thành trì đá cổ, những khu rừng rậm rạp, những dòng suối và thung lũng. Lở đất là mối đe dọa thường trực đối với những miền nông thôn và vùng núi ở Trung Quốc, đặc biệt trong thời kỳ mưa lớn. Đây không phải là vụ sạt lở đất nghiêm trọng đầu tiên xảy ra ở Trung Quốc trong năm 2023. Trước đó một ngày, cũng có 21 người đã thiệt mạng khi 3.000 mét khối đất đá ập xuống sườn dốc phía sau một khách sạn 3 tầng ở tỉnh Hà Bắc. Theo thông tin mới nhất về vụ lở đất ở Trung Quốc xảy ra chiều thứ Hai, tính đến hiện tại, ít nhất 135 người mất tích. Hơn 40 tòa nhà đã bị chôn vùi, 700 mét đường ống dẫn khí đốt tự nhiên cũng bị nổ. Chính quyền thành phố Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông miền Nam Trung Quốc sáng thứ Ba đã tổ chức họp báo về vụ lở đất xảy ra trưa ngày Chủ nhật tại khu công nghiệp Luxi ở quận mới Quang Minh. Theo số liệu thống kê tính đến hiện tại, ít nhất 135 người mất tích, hơn 40 tòa nhà đã bị chôn vùi. 700 mét đường ống dẫn khí đốt tự nhiên thuộc đường ống dẫn khí từ Tây sang Đông của công ty PetroChina, nhà sản xuất dầu mỏ và khí ga lớn nhất của Trung Quốc, cũng đã bị nổ trong vụ lở đất này. Hơn 1.500 người cùng 151 phương tiện cứu hộ đã được huy động tham gia công tác cứu nạn, trong bối cảnh các chuyên gia cho rằng lở đất có thể tiếp tục xảy ra tại khu vực này. Hiện đội cứu hộ đã sơ tán được hơn 1.000 người ra khỏi hiện trường. Hãng tin AFP dẫn tin từ Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc cho biết nguyên nhân của thảm họa trên là do đất thải từ khu công nghiệp được trữ trái phép trong các bể chứa cao 100m đã biến thành bùn và tràn ra ngoài sau trận mưa lớn sáng Chủ nhật. Thưa quý vị, tuần qua, chính quyền địa phương cho biết số người thiệt mạng trong trận lở đất tại tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc đã tăng lên 61 người, trong khi 36 người vẫn mất tích. Mưa lớn tối hôm trước đã khiến bùn đá trôi xuống chôn vùi 36 ngôi nhà và khiến 31 ngôi nhà chìm trong nước tại làng Liên Đông, quận Liên Đô thuộc tỉnh Chiết Giang. Hơn 2.300 nhân viên cứu hộ đã được triển khai. Chính quyền thành phố Lệ Thủy cho biết đã tìm thấy tổng cộng 41 thi thể và đến nay mới chỉ giải cứu được một người còn sống. Cùng ngày, một vụ nổ khí ga tại khu tự trị Nội Mông Trung Quốc đã khiến 35 người bị thương, trong đó có 13 người đang trong tình trạng nguy kịch. Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng theo giờ địa phương tại một nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh ở khu vực Hot Hot. Nguyên nhân vụ việc là do nhân viên nhà hàng xử lý khí đốt hóa lỏng không đúng cách. Công tác điều tra đang được tiến hành. Một vụ sạt lở đất vào rạng sáng nay khi người dân còn đang say giấc nồng nên không kịp thoát thân và đã bị đất đá vùi lấp, cướp đi sinh mạng của hơn 150 người thuộc hơn 60 hộ dân. Vụ sạt lở đất cũng đã chặn một dòng sông dài 2 km. Do ngày hôm đó là ngày nghỉ nên nhiều học sinh về quê nghỉ nên dân số trong thôn tương đối đông. Thôn xảy ra lở đất là điểm tham quan thu hút khách du lịch. Có một số du khách du lịch bị mắc kẹt và thiệt mạng. MAC cũng cho biết rằng họ đã bày tỏ sự quan tâm và chia buồn với phía Trung Quốc đại lục thông qua các kênh liên lạc, đồng thời tuyên bố rằng nếu có bất kỳ nhu cầu hỗ trợ nào, họ sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết bằng tất cả sức lực của mình. Kính thưa quý vị, huyện Mao, cách trận động đất ở Vân Xuyên năm 2008 40 km, hôm qua đã bị sạt lở đất. Các chuyên gia cho biết vị trí xảy ra thảm họa nằm trong đới đất gãy, nơi thường xảy ra động đất trong lịch sử và thấy núi tương đối không ổn định. Năm ngoái, làng Simo cũng được liệt vào danh sách điểm nguy hiểm tiềm ẩn nhưng cuối cùng bi kịch vẫn xảy ra. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày thứ Bảy, tại làng Simo, thị trấn DAC, huyện Mao, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã xảy ra một vụ lở núi. Tính đến chiều Chủ nhật đã có 25 người chết và 93 người mất tích. Hy vọng tìm kiếm cứu nạn người còn sống dần phai nhạt. Một gia đình có 3 người duy nhất còn sống sót vào thời điểm xảy ra vụ lở đất đã được cứu sống nhờ tiếng khóc của đứa trẻ.
Xiao Yanchun, một nạn nhân sống sót cho biết, khi sắp sập, đứa trẻ tỉnh dậy và khóc. Tôi thay tã cho đứa trẻ và định nằm xuống. Lúc đầu tôi nghĩ sắp có động đất nên tôi chuẩn bị chạy. Khi tôi chạy ra ngoài, trời tối sầm lại và có tiếng ầm ầm, rồi núi bị lở và đá, nước và bùn chảy xuống. Khi tôi chạy ra ngoài, tôi thấy nhiều ngôi nhà bị ngập lụt, cả làng tôi bị ngập lụt. Huyện Mao, nơi xảy ra lở đất, cách địa điểm xảy ra trận động đất ở Vân Xuyên năm 2008 khoảng 40 km. Pei Xiangjun, chuyên gia cảnh báo khẩn cấp thảm họa địa chất của Bộ Đất đai và Tài nguyên, đồng thời là giáo sư trưởng môi trường và kỹ thuật xây dựng của Đại học Công nghệ Thành Đô cho biết, vụ lở đất xảy ra trên đường đứt gãy sông Pingu và động đất đã xảy ra thường xuyên trong lịch sử, bao gồm trận động đất DRC năm 1933 và trận động đất năm 2008. Trận động đất lớn Vân Xuyên bị ảnh hưởng bởi trận động đất, sự ổn định của ngọn núi giảm đi và dễ xảy ra sạt lở đất khi gặp mưa. Ouyang Hongwan, một nhân viên của Trung tâm Thông tin Địa lý Cơ bản Tứ Xuyên Trung Quốc cho biết, bạn có thể thấy làng Simo, nó nằm ở một vị trí tương đối bằng phẳng nhưng hai bên phải đối mặt với núi. Trong trường hợp mưa lớn vào mùa hè, nó dễ bị tổn thương đến sạt lở đất không ổn định ở cả hai bên. Nguy cơ tiềm ẩn về sạt lở đất là rất cao. Theo The Paper, một phó giám đốc họ Zhang của Cục Tài nguyên và Đất đai huyện Ma cho biết, làng Simo đã được Sở Tài nguyên và Đất đai liệt kê là một điểm nguy hiểm tiềm ẩn mới. Nhưng trận lở đất lần này là một sự sụp đổ cấp độ cao của ngọn núi, đã vượt quá ngọn núi trước đó và công tác giám sát đã phát hiện ra dấu hiệu phạm vi. Theo Fan Xiao, một kỹ sư cao cấp tại Cục Địa chất và Tài nguyên khoáng sản tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc nhấn mạnh, việc tập trung hóa trong quá trình xây dựng các ngôi làng mới, bao gồm cả việc tái thiết sau trận lở đất. Tuy nhiên, đất xây dựng ở khu vực núi cao và hẻm núi khá hạn chế. Một khi đã tính đến việc xây dựng tập trung, chỉ có thể lấy thêm đất xây dựng bằng cách đào núi sẽ vượt quá phạm vi an toàn. Thưa quý vị, mưa lớn gần đây ở lưu vực sông Dương Tử, Trung Quốc đã gây ra lũ lụt ở nhiều nơi. Tỉnh An Huy nằm ở hạ lưu đập Tam Hiệp cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt. Một ngân hàng ở khu vực địa phương bị ngập lụt, có hơn 3 triệu nhân dân tệ, tiền mặt tương đương 12,6 triệu đài tệ bị ngâm trong nước. Nhân viên ngân hàng chỉ thở phào nhẹ nhõm sau khi được lính cứu hỏa giải cứu khẩn cấp. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, vào khoảng 1 giờ chiều ngày thứ Bảy, chi nhánh cổ trấn của ngân hàng làng Viên An Thịnh Bình ở thành phố Viên An, tỉnh An Huy đã bị lũ lụt nhấn chìm. Nhân viên cứu hộ của thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, những người đang đến hỗ trợ cứu trợ lũ lụt cho biết, hơn 3 triệu nhân dân tệ, tiền mặt và một số hộp đựng tiền quan trọng trong két sắt đã bị lũ lụt nhấn chìm. Báo cáo chỉ ra rằng đội cứu hỏa Khai Phong tham gia chữa cháy và cứu nạn lũ lụt đã nhanh chóng đến hiện trường và phát hiện ra rằng lũ đã nhấn chìm một nửa bờ sông và thậm chí còn tiếp tục tràn vào khu vực dân cư. Và dưới sự hướng dẫn của nhân viên ngân hàng, lực lượng cứu hộ đã tiến vào tầng 1 của ngân hàng và tìm thấy chiếc hộp chứa khoảng 1,7 triệu đô la Mỹ tương đương 7,13 triệu đài tệ tiền mặt. Sau đó, lực lượng cứu hộ tiến vào tầng 2 của ngân hàng, tìm thấy một chiếc hộp đen khác chứa tiền mặt và 8 hộp đựng hóa đơn quan trọng khác. Đồng thời dùng dây thừng treo chiếc hộp lên cửa sổ và chuyển đến khu vực an toàn. Quý vị thân mến, hôm nay vào khoảng 1 giờ sáng, mưa lớn ở Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam đã gây ra lũ lụt, làm vỡ bức tường của một nhà máy thủy điện, làm ngập các tổ máy phát điện và nhà xưởng. 162 người trong thị trấn lân cận bị mắc kẹt trong vùng lũ và 33 người khác bị thương. 182 ngôi nhà bị ngập lụt. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông, vào đầu giờ sáng nay, thượng nguồn sông Nam Bắc Long ở thành phố Cảnh Hồng, quận Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam, mưa lớn đã đổ xuống ngập sâu 3 mét, một cây cầu bị cuốn trôi, một số con đường bị phong tỏa. Tổng cộng 162 người ở các thị trấn lân cận bị mắc kẹt trong vùng lũ, 33 người bị thương và 182 ngôi nhà bị ngập. Sau sự cố, đơn vị quản lý nhà máy điện đã triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Khu vực cấp điện không bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn. Hiện các đơn vị liên quan đang hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn đất trong nhà và thông đường vào. Lũ lụt đã chặn các con đường lân cận, khiến 162 người bị mắc kẹt và 33 người khác bị thương. Lũ rút vào lúc 3 giờ 30 phút sáng, lực lượng cứu hộ hỗ trợ dọn đường, khơi phù sa sau bình minh. Nam Trung Quốc gần đây đã trải qua nhiều đợt mưa lớn. Dưới ảnh hưởng của mưa lớn, gió mạnh và mưa đá, thảm họa đã xảy ra ở nhiều khu vực Hồ Nam, Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây và Quý Châu, và hiện thương vong ở các khu vực khác nhau cũng được báo cáo. Mạng thời tiết Trung Quốc chỉ ra rằng kể từ ngày giữa tháng, một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc đã có mưa lớn và lượng mưa ở nhiều khu vực đã phá kỷ lục lịch sử, bao gồm miền Trung và miền Bắc Quảng Đông, Đông Bắc Quảng Tây, miền Nam Hồ Nam,
miền Trung và miền Nam Giang Tây, mưa to hoặc mưa rất to, có nơi còn có dông, gió giật mạnh và mưa đá. ChinaNews.com đưa tin, do lượng mưa lớn trong nhiều ngày tính đến ngày hôm qua, 125.000 người ở tỉnh Giang Tây đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai và 3 người thiệt mạng, trong đó 2 người mắc kẹt trong đá lở. Một người bị chôn vùi do sạt lở đất và thiệt hại kinh tế ước tính ban đầu lên tới 180 triệu nhân dân tệ. Nhiều con sông ở thượng nguồn sông Cẩm Giang đã trải qua lũ lụt lịch sử và thành phố Cẩm Châu cũng hứng chịu thảm họa lũ lụt nghiêm trọng. Tính đến 3 giờ chiều ngày hôm qua, 204.400 người ở tỉnh Quảng Đông đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 346 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,73 tỷ đài tệ. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục trong nhiều ngày, tính đến ngày hôm qua, hơn 120.000 người ở tỉnh Giang Tây đã bị ảnh hưởng và 13 người thiệt mạng. Kể từ ngày Chủ nhật, một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc đã xuất hiện mưa lớn, lượng mưa ở nhiều khu vực đã phá kỷ lục lịch sử, có nơi còn xảy ra dông, gió giật mạnh và mưa đá. Tại một thị trấn nhỏ ở biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ, vào thứ Hai mưa lớn đã xảy ra và gây ra lũ quét, đường phố địa phương rơi vào tình trạng hỗn loạn, xe cộ bị tắc nghẽn, thậm chí bị cuốn trôi xuống sông. Mưa lũ cũng khiến ít nhất 18 người chết và 10 người mất tích. Theo báo cáo của truyền thông Trung Quốc và thị trấn Hòa Đoàn ở biên giới với Ấn Độ đã trải qua mưa lớn vào thứ Hai và gây ra lũ quét. Mưa lớn trút xuống khiến toàn bộ thị trấn rơi vào hỗn loạn. Tệ hơn nữa, một số phương tiện đã bị lũ cuốn trôi. Được biết, hai chiếc ô tô chở tổng cộng 26 người đã bị cuốn trôi, trong đó hầu hết đều là trẻ em và bà mẹ. Nghi là họ vừa từ một công viên nào đó trở về nhà. Tính đến sáng nay đã có ít nhất 18 người chết và 10 người mất tích. Các đơn vị liên quan vẫn đang tìm kiếm cứu nạn. Người dân cũng phải lo thu dọn nhà cửa. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!